như thay đổi cho nó có nhiều màu sắc hơn, ví dụ thay đổi cái tông màu áo đầm đồ này nọ, bông hoa tí xíu, nhìn cho nó nữ tính, biết nhiều hơn về cái phong cách, ví dụ như văn phòng nó ra làm sao, công sở như thế nào, và khi mà ra bên ngoài môi trường đó, tiếp xúc với nhiều người hơn đó, thì bạn đó sẽ có cái nhìn mới mẻ từ tóc tai cho đến trang phục, giày dép đồ, mà nó phải chỉnh chu như có thể thay đổi để mà tạo được cái ấn tượng tốt đầu tiên trong cái lần phỏng vấn. Thấy hiện tại ở đây á có rất là nhiều những cái đồ make Toàn là của dì em thôi. up. Chị xem qua nào, kem chống nắng có hai loại hả? Da của em chị thấy là nó hơi có bóng dầu á, cho nên là khi mình lựa chọn kem chống nắng, mình để ý thành phần của nó có chữ oil free á, thì tức là nó sẽ kiềm dầu, nó sẽ không làm cho em bị bóng dầu. Vì khi dùng kem chống nắng mà cái loại nó có nhiều dầu quá, nó cũng sẽ làm mặt em bị bóng, nó sẽ phản tác dụng. Cho nên là lựa chọn kem chống nắng cũng là một cái bước rất là quan trọng, bởi vì ngày nào em đi ra ngoài em cũng phải dùng kem chống nắng mà đúng không? Vì em còn khá nhỏ, cho nên khi mà em đánh son cũng cần lưu ý là mình không bao giờ mình đánh viền môi nhá, bởi vì là nó làm cho mình rất là già. Cái đấy cũng là một cái bí kíp để khi mà mình trang điểm mình không cần đánh phấn nhiều đâu, mình cần bôi kem chống nắng và đánh một chút má hồng nữa. Ở đây thì chị chưa thấy em có má hồng này. Nếu như mà em không quan trọng việc đấy thì em cũng có thể dùng son làm má hồng được. Thì tức là nó cùng tông với em luôn. Chì kẻ chân này em đang dùng cái loại chì sáp. Và cái đầu này thì đúng là khi mà em kẻ bằng cái này nó cũng khá là sắc và bén đấy. Cho nên là chị khuyên em khi mà em dùng để kẻ chân mày, với cái gương mặt của em có thể dùng phấn bột, thì khi mà em tán bằng cọ nó sẽ mềm hơn. Quan trọng nữa là cái màu của cái chì này nó rất là không hợp với em, bởi vì em để tóc đen mà em đánh chân mày màu nâu là nhìn cái mặt em nó cũng không có điểm nhấn nhiều. Em phải dùng cái tông màu nâu đậm hơn. Đây là nhân vật vừa được nhắc đến trong bức thư. Yến Nhi hiện là sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing. Khác với những bạn nữ cùng trang lứa, Yến Nhi ít khi tìm hiểu đến việc làm đẹp cho bản thân mình. Cuộc gặp gỡ sau đây có giúp cô gái tự tin hơn, có nhiều kinh nghiệm làm đẹp hơn hay không? Hãy cùng chờ xem! Wow, 2K đây đúng không? Trời ơi, chết rồi, mình già quá. Dì cũng hay, ở nhà cũng hay nói em là em nên thay đổi đi, em nên thay đổi cho trưởng thành hơn, nữ tính hơn hay gì đó. Nhưng mà em cũng chưa thay đổi được, em cũng không biết cách làm sao hết. Dì hay nói là sao mà cứ mặc đồ nhìn men quá, cứ mặc đồ nhìn men quá, cứ mặc quần thun áo ri, quần jean áo thun vậy thôi. Nghe có vẻ như là em rất thân với dì đúng không? Bình thường là em bây giờ hiện tại đang sống chung với dì à? Dạ, thì tạm thời thì em đang sống chung với dì một thời gian. Thế còn ba mẹ mình thì ở đâu nhỉ? Dạ, ba mẹ cũng ở gần đây thôi chị. Mà tại vì lý do là nhà đang sửa chị. Dạ, nên em tạm thời qua đây ở với dì, sẵn đi làm đồ thì tiện hơn. Thế thì chắc là bình thường khi mà em đi mua sắm ấy, có dì tư vấn cho em không? Hay là dì có đi cùng em không? Dạ có chị, đi mua sắm là em hay hỏi dì nhất. Em hay hỏi ý dì nhất, tại vì dì gu thẩm mỹ cũng khá tốt. Dì nhìn em thì dì biết em thích cái gì hơn. Em có hai đứa bạn mà em cũng hay đi chung này nọ, tụi nó cũng hay chỉ với em mấy cái shop mua quần áo hay là mua cái đầm dễ thương một chút, nữ tính một chút. Cái điểm mà em không tự tin trên cơ thể của mình, em tại hơi lùn, em nghĩ là em hơi lùn, với lại da em ngăm nên khó chọn màu hơn. Tại vì em khá nhỏ con á, nên size hay mua size nhỏ nhất thấp nhất, mà nhiều khi quần áo mình thích á mình mua size nhỏ quá thì cũng không có hở. Dạ. Bây giờ thì hàng ngày em sẽ chăm sóc da hay là make up như thế nào khi mà em đi ra ngoài? Em đi ra ngoài thì em chỉ có xịt kem chống nắng với lại đánh một ít son này nọ nhẹ nhẹ cho tươi lên một chút rồi đi ra ngoài đường nữa chị. Tại vì sắp tới em cũng có đi thực tập á, mà em thấy là gu thời trang của em rất là trẻ con á, không có trưởng thành như ba mấy bạn cùng đàn trang lứa này nọ. Em sợ là mọi người không tin tưởng để giao trách nhiệm cho em này nọ, thì em cũng muốn thay đổi một chút. Về bề ngoài và cái nhìn đầu tiên nó rất là quan trọng. Nên chị hy vọng rằng là sau chương trình này em sẽ có thể có một cái đợt thực tập thật là suôn sẻ. Thì em có mấy anh chị em, có chị em gái không? Dạ không chị, em là con một. À là con một luôn. Dạ. Thế thì chắc là bình thường ở nhà cũng hay tâm sự với mẹ lắm đúng không? Dạ có, nhưng mà mẹ thì thuộc kiểu người giống như là nội trợ chị. Mình cũng khá truyền thống nên mẹ cũng không có chia sẻ cho em nhiều về gu thời trang mặc hiện nay hay gì đó. Chỉ có dì là người tư vấn cho em những cái đó. Với lại em thấy á, em đang học đại học á, em thấy mấy bạn rất là ăn mặc rất là phong cách này nọ, em nhìn em rất thích. Nhưng mà vì em không hợp, em không tìm thấy cái gu thời trang hợp với mình á, nên em cũng chưa thay đổi được là do vậy. Vậy vì qua chương trình em cũng muốn thử một lần. Đã có bạn trai chưa Nhi?
Dạ đã từng có. À đã từng có rồi, trời ơi. Chị hỏi thừa rồi. Thế thì bây giờ là không có hay là... Dạ, dạ, dạ đang đập thân sắp tới cầu muốn. Sắp tới cầu muốn có thêm bạn trai không? Dạ muốn. À, ok, thế thì tham gia chương trình là giúp mình đẹp hơn, để mình tự tin hơn, để sau này mình có một cái mối quan hệ tốt hơn đúng không? Với cái ngoại hình của mình cũng như là cái việc mà trau dồi kiến thức thì đấy là việc của em rồi, việc chuyên môn của em rồi. Nhưng mà cái việc làm đẹp thì hãy giao cho chương trình nhá. Thế thì bây giờ chị Bông muốn xem qua cái tủ đồ hiện tại của em bây giờ để chị có thể biết rằng là bình thường em mặc đồ như thế nào được không? Dạ, yeah, được. Ok. Đây, thử xem cái này nào. Cái form dáng này thì cũng khá ổn. Nhưng mà chị nghĩ là cái màu sắc này thì nó cũng sẽ làm da em không được sáng lắm đâu. Nó sẽ phù hợp với những người mà tông da ấm. Như cái này thì ok này. Như cái màu sáng hẳn này thì màu cơ bản này thì nó sẽ phù hợp hơn với những người da ngăm. Những chiếc quần như thế này thì chị nghĩ là nó sẽ ổn hơn với em so với những chiếc quần như này, bởi vì nó sẽ làm chân em trông rất là nhỏ. Mình sẽ phải rất là cân nhắc trong việc lựa chọn form dáng cũng như là màu sắc, bởi vì da mình hơi tối. Em cũng bị cái là hông em hóa khác bụi so với dáng ở trên của em á. Thực ra dáng người của em là dáng người của quả lê á, tức là ở trên nó nhỏ nhưng mà ở dưới nó to. Với dáng người này thì chị nghĩ là không khó để chọn đồ mặc đâu. Tuy nhiên là chắc là bởi vì em chưa thử qua những cái form dáng mà nó phù hợp với cái dáng người của em. Ở dưới mình đã to rồi đúng không? Thì mình có thể mặc những chiếc áo tay phồng chẳng hạn, để nó làm cân đối cái dáng người em hơn. Hoặc là mặc những chiếc áo mà nó có cổ ngang ra một chút, thì nhìn phần trên của em nó sẽ rộng và nó sẽ đều với cái phần dưới của em. Ba vòng của em nó sẽ cân đối. Đây chị thấy có một chiếc áo kẻ sọc ở đây. Cái độ dài này thì nó khá là tương đối ổn này, nó sẽ làm em cao hơn. Tuy nhiên thì sọc ngang cũng ok. Nhưng mà cái kiểu dáng này thì thực ra nó cũng qua thời rồi, nó cũng hơi cũ rồi. Bởi vì em rất là trẻ, em sinh năm 2000. Mà những cái trang phục này của em hầu hết là dì chọn cho em. Cái điều mà chị mong muốn nhất là em sẽ phải học hỏi thêm về những cái xu hướng gần đây. Rồi Nhi thử vén tóc lên như bình thường, Nhi hay cột nó cho chị coi coi. Bình thường em đi làm sẽ to, em sẽ cột hết cao lên như vậy thôi. Cái gương mặt của em mà cột hết lên như này mà nó không có một phần mái rủ xuống, chị thấy là nó cũng hơi làm cho em bị già đi đó. Chắc chắn là chị sẽ phải làm việc với các chuyên gia của chương trình để tạo cho em một cái kiểu tóc gì đấy mà nó đơn giản mà hiệu quả, mà nó sẽ che bớt cái phần trán của em đi để cho em đỡ bị hở nhiều phần trán. Bởi vì khi mà em vén lên như này nhìn nó rất là giống như là mình thiếu tóc ở phần trán này, giống như là mình bị hói á. Ôi mà chị giờ vào tóc em cũng thấy hơi khô đó Nhi. Em có dùng dầu xả không vậy? Dạ, em có ủ nữa mà, tại vì tóc em họ có một lần uống á chị. Nên à, là em có uốn phần đuôi ở đây đúng không? Chắc là mình sẽ phải xử lý cái phần đuôi tóc này đi đấy. Bây giờ là phong cách của Nhi là cũng ổn rồi, nhưng mà chị muốn lâu lâu Nhi thay đổi cho nó có nhiều màu sắc hơn. Ví dụ thay đổi cái tông màu áo đầm đồ này nọ, bông hoa tí xíu, nhìn cho nó nữ tính, biết nhiều hơn về cái phong cách ví dụ như văn phòng nó làm sao, công sở như thế nào. Và khi mà ra bên ngoài môi trường á, tiếp xúc với nhiều người hơn á, thì bạn đó sẽ có cái nhìn mới mẻ từ tóc tai cho đến trang phục, giày dép đồ, mà nó phải chỉnh chu. Như có thể thay đổi để mà tạo được cái ấn tượng tốt đầu tiên trong cái lần phỏng vấn. Thấy hiện tại ở đây á, có rất là nhiều những cái đồ make up. Thầy là của gì em thôi. Chị xem qua nào. Kem chống nắng có hai loại hả? Da của em chị thấy là nó hơi có bóng dầu á, cho nên là khi mình lựa chọn kem chống nắng, mình để ý thành phần của nó có chữ oil free á, thì tức là nó sẽ kiềm dầu, nó sẽ không làm cho em bị bóng dầu. Vì khi dùng kem chống nắng mà cái loại nó có nhiều dầu quá, nó cũng sẽ làm mặt em bị bóng, nó sẽ phản tác dụng. Cho nên là lựa chọn kem chống nắng cũng là một cái bước rất là quan trọng. Bởi vì ngày nào em đi ra ngoài em cũng phải dùng kem chống nắng mà đúng không? Vì em còn khá nhỏ, cho nên khi mà em đánh son cũng cần lưu ý là mình không bao giờ mình đánh viền môi nhá. Bởi vì là nó làm cho mình rất là già. Cái đấy cũng là một cái bí kíp để khi mà mình trang điểm, mình không cần đánh phấn nhiều đâu. Mình cần bôi chiếc kem chống nắng và đánh một chút má hồng nữa. Ở đây thì chị chưa thấy em có má hồng này. Nếu như mà em không quan trọng việc đấy thì em cũng có thể dùng son làm má hồng được. Thì tức là nó cùng tông với em luôn. Chì kẻ chân mày, em đang dùng cái loại chì sáp. Và cái đầu này thì đúng là khi mà em kẻ bằng cái này nó cũng khá là sắc và bén đấy. Cho nên là chị khuyên em khi mà em dùng để kẻ chân mày, với cái gương mặt của em có thể dùng phấn bột. Thì khi mà em tán bằng cọ nó sẽ mềm hơn. Quan trọng nữa là cái màu của cái chì này nó rất là không hợp với em. Bởi vì em để tóc đen mà em đánh chân mày màu nâu.
là nhìn cái mặt em nó cũng không có điểm nhấn nhiều. Em phải dùng cái tông màu nâu đậm hơn, cái này ít nhất là 2 tông. Rồi chỉ có nhiêu đây thôi đúng không? Thì bây giờ mình cùng đi đến cửa hàng thời trang để tìm cho em một phong cách phù hợp nhất nhá. Ok, đi thôi. K&K Fashion đã trở thành một thương hiệu thời trang công sở được các quý cô văn phòng ưa chuộng bởi những thiết kế mang tính ứng dụng cao cùng kỹ thuật cắt may công phu, tôn lên được những đường cong quyến rũ của người phụ nữ, vừa lịch sự nơi công sở vừa đáng yêu để dạo phố. Qua sự tư vấn vừa rồi của stylist Hồng Chuẩn, liệu buổi mua sắm lần này có dễ dàng hơn với cô gái? Bông cũng đang chờ đợi để xem rằng là bạn ấy sẽ chọn cái kiểu trang phục như nào, có phù hợp với bạn ấy hay không. Tại vì hồi sáng chị có nói em á là mình phải cân đối cái vai với cái phần hông của em á, thì em nghĩ là cái này sẽ cân đối phần vai của em hơn. Còn về bông này thì em rất thích những cái bèo như vậy nên em muốn chọn thử. Cái phần vai ngang của nó chị cũng khá là thích, tuy nhiên là về cái họa tiết cũng như màu sắc á thì nó đang hơi rối một chút. Và cái đầm này của em thì chị rất là thích cái phần tay này và cái phần thân ở dưới, nó làm cân đối cái cơ thể của em. Cái màu đỏ nó cũng có rất là nhiều tông và cái tông nào nó sẽ làm cho da mình sáng hơn. Nếu như mà một cái form đầm như thế này mà màu sắc khác thì chị sẽ thấy là nó ok hơn. Nhi có một cái thân hình hơi thấp một chút, tuy nhiên là bông cũng không khó chọn lắm. Chỉ có điều là không biết là có size XS của Nhi không, bởi vì là Nhi khá là bé, chắc chắn là bông sẽ không bao giờ chọn những cái màu như thế này cho Nhi rồi, bởi vì là Nhi không phù hợp với những cái màu tông màu pastel như này. Một trang phục đẹp luôn không thể thiếu một mái tóc đẹp. Đồng hành cùng nhân vật trong chương trình tuần này là Hitomi Beauty Salon. Hitomi Beauty Salon với nhiều liệu trình phục hồi chuyên sâu giữa smartbone, makeup and hair, duỗi uốn nhượng, đảm bảo quý khách hài lòng với giá hợp lý, chất lượng tuyệt vời. Với gương mặt của Nhi thì rất là dễ thương. Bây giờ mình chỉ cần thay đổi về kiểu tóc một tí, cắt ngắn lên cái này được không? Cắt ngắn lên cái này được không? Mình sẽ cắt ngắn khoảng phần này thôi, cắt bỏ đi những cái phần hư tổn do trước đây là mình đã uống rồi á, để mái xuống một tí xíu. Cô bé này rất là hay cột cao lên, mà khi cột cao lên để cái phần mái này nhìn rất là già, cho nên là để mái thưa bông thấy cũng hợp lý ha. Chọn những cái màu nâu trung hòa thì màu nâu đó thì sẽ dễ sử dụng nhất, và khi mà mình gọi đầu nhiều hay gì đó thì màu vẫn giữ luôn, nó không có bị phai màu hay là chuyển qua những cái màu khác. Trang điểm theo kiểu trẻ trung năng động. Hãy cùng chờ xem các chuyên gia sẽ thay đổi diện mạo của cô gái 2K này như thế nào. Và sau một ngày rất là dài thì cuối cùng cũng đến phần mà quan trọng nhất trong chương trình mà quý vị khán giả cũng rất là chờ đợi đúng không? Tuy nhiên là bông cũng biết là ở đây có một người chờ đợi hơn, vì chị chính là người đã đăng ký cho cháu gái của mình tham gia chương trình. Không, lúc đầu là chị muốn đăng ký cho chị. À vậy luôn hả? Vậy thì hay chị là nhân vật tiếp theo của chúng em đi, chúng em sẽ thay đổi chị được không? Dạ chị cũng hy vọng. Em cũng hy vọng chị sẽ là nhân vật tiếp theo. Em cũng không để chị đợi lâu hơn nữa đâu. À Nhi ơi, lạ lắm với mái tóc mới, trang phục mới và kiểu makeup mới. Lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay và có đông người như thế này. Thật sự bối rối quá đi thôi. Nhưng không, Yến Nhi đã thật sự tự tin, hài lòng với phong cách mới của mình. Không còn rụt rè, nhút nhát như ban đầu nữa. Không nhận ra luôn rồi. Mà em đứng đây không có nghĩ là Ti chịu thay đổi như vậy luôn, rất là bất ngờ. Thật sự là lần đầu tiên nhuộm tóc này mà cảm giác là da mình sáng lên được chút, với lại chưa bao giờ mà em mặc một chiếc đầm công chúa như vậy cả. Em cảm giác em đã trở thành một cô gái thực sự vậy á. Thực sự là một cô gái trưởng thành đúng không? Đúng rồi. Chị Quyên cũng sẽ tư vấn cho em một số những cái kinh nghiệm để sau này em có thể tự chăm sóc bản thân để luôn luôn đẹp như lúc này nhá. Da của mình thì không được sáng màu lắm, nên là nếu mà được mình sẽ sử dụng thêm một ít giống như là BB cream hoặc là CC cream
để cho làn da của mình nó tươi tắn hơn. Thêm vào đó thì một ít má hồng, một ít son môi để cho da của mình và gương mặt của mình thêm rạng rỡ. Như vậy thì mình sẽ trẻ trung hơn, năng động hơn. Em thấy bản mình một cái gì đó rất là mới. Thì trước tới giờ em đã quen tóc đen và dài và mặc những bộ đồ giống như quần jean, áo thun, thật sự là rất đơn giản. Và hôm nay em được đổi mới một cái kiểu tóc khác, một trang phục khác, nữ tính hơn, nhẹ nhàng hơn. Thật sự là em cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhãn hàng K&K Fashion đã tặng luôn em bộ trang phục này. Chúc em trong công ty mới sắp tới đây em sẽ thực tập sẽ có nhiều may mắn và nhiều niềm vui sẽ đến với em trong cuộc sống ha. Dạ, em cảm ơn chị Bông rất nhiều. Và chương trình Tự tin để đẹp đến đây cũng là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.